Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, kinh doanh vận tải khách du lịch. Trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện từ 10 chỗ trở lên, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Yêu cầu này nhằm thực hiện công điện ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp tại văn bản số 8111 ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Bộ về tăng cường kiểm tra, xử lý xe rù bến cóc, xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn địa phương. Tại dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 86 năm 2014 quy định về điều kiện đối với xe chở người 4 bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế, Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất bổ sung thêm nhiều chế tài xử lý vi phạm của các cơ sở sản xuất, làm rõ quy định ngăn các cơ sở sản xuất tiếp tục kiểm tra chất xưởng, cấp phiếu xuất xưởng của các loại sản phẩm đang vi phạm, đang có lỗi để đưa xe chở người 4 bánh ra thị trường. Dự thảo đề xuất quy định Cục Đăng kiểm Việt Nam có thể kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện vi phạm có thể thu hồi giấy chứng nhận nếu các xe chở người 4 bánh không còn thỏa mãn các quy định hiện hành hoặc xe có sự thay đổi không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận, giấy chứng nhận đã cấp mà cơ sở sản xuất không thực hiện việc chứng nhận bổ sung. Tại dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung nhiều yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra các hạng mục xe cơ giới. Để ngăn tình trạng đơn vị đăng kiểm viên tự ý can thiệp trực tiếp vào phần cứng, phần mềm của thiết bị, thực hiện thao tác không đúng quy trình nhằm thay đổi kết quả kiểm định, thay đổi cơ sở dữ liệu kiểm định, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung nhiều yêu cầu kỹ thuật trong kiểm tra các hạng mục khí xả, phanh, đèn chiếu sáng phía trước. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất áp dụng ngay quy định mới kể từ ngày quy chuẩn được phê duyệt có hiệu lực đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, đề nghị đánh giá mới hoặc di chuyển tới địa điểm mới. Riêng các đơn vị đăng kiểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới trước ngày quy chuẩn có hiệu lực phải khắc phục các nội dung chưa phù hợp với quy định tại quy chuẩn này trước ngày 1 tháng 1 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, vì nhiều nguyên nhân mà việc kiểm soát tải trọng phương tiện luôn trong tình trạng lực lượng chức năng ra quân tăng cường kiểm tra thì vi phạm tải trọng giảm và ngược lại. Do vậy, việc duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng trên địa bàn Thanh Hóa là rất cần thiết. Để duy trì kết quả của hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ việc tuyên truyền kết hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm về tải trọng, tự ý cải tạo kết cấu, kích thước thùng xe. Lực lượng sẽ tăng cường kiểm soát tải trọng trên các tuyến trọng điểm như quốc lộ 1A, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 217, đường Nghi Sơn Sao Vàng. Đồng thời, tổ chức lực lượng cắm chốt kết hợp tuần tra lưu động tại các vị trí gần các điểm tập kết vật liệu xây dựng, gần các công trường thi công, các nhà kho, bến bãi để xử lý tận gốc triệt để vi phạm về tải trọng. Qua đó góp phần bảo vệ hạ tầng giao thông, kiềm chế giảm tai nạn, ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 5.000 trường hợp quá tải, trên 3.200 vi phạm kích thước thành thùng. Quá trình nếu mà phát hiện xe vi phạm quá tải thì khi xử lý thì lực lượng cảnh sát giao thông đưa về các trạm cân và sẽ yêu cầu lái xe phải hạ tải. Ngoài việc hạ tải, nếu phát hiện các xe quá tải mà còn vi phạm kích thước thành thùng xe thì còn lập biên bản các về hành vi vi phạm cơi nới thành thùng và yêu cầu lái xe đưa về thùng xe trở về đúng biên bản của nhà sản xuất. Để thực hiện hiệu quả việc kiểm soát tải trọng trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cho các chủ doanh nghiệp sở hữu phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về kích thước thùng nguyên bản của phương tiện, đồng thời tiếp tục duy trì các tổ công tác nhằm kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về tải trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.